Yeah, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood, I got in one. Thank you.
Nào, ăn bữa cuối đi. Rồi hai thằng đi Bắc Ninh, một thằng đi Bắc Giang nhá. Nhìn đi. Thứ gì sang đây? Ăn khỏe vào. Ăn hết đi. Có thích không? Đừng nghịch. Nghe rồi, nghe rồi. Dolphin ra trò đấy. Và dolphin bình thường thường ngày thường mà cũng quay ra lại. Ghê mà. Có Zapato là gì? Cuốn chạy long quăng à?